Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại kênh Nghĩa Thơm Audio. Trong video ngày hôm nay thì bên em rất vui giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu đẩy chính hãng của thương hiệu DB Aquatic. Với dòng đẩy này thì model là KD1200. Vâng, made in PRC các bác nhé. Vâng, sản phẩm chính hãng của DB Aquatic được nhập khẩu nguyên kiện thì bên em sẽ khui thùng ra để giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn với dòng đẩy hai kênh, mỗi kênh là 1200W trên một kênh ở chế độ 8 ohm và 1800W ở chế độ 4 ohm các bạn nhé. Với công suất của con này thì rất là khỏe, các bác có thể đánh một cặp full đôi 40, đánh một đôi súp đơn coi 100 các bác nhé, với công suất rất là lớn. Và em đã khui thùng ra đây, các bác có thể thấy là với giao diện rất là đẹp, thiết kế sang trọng và hai kênh đây các bác, kênh A và kênh B với công tắc nguồn, model là KD1200, sản phẩm chính hãng các bác nhé, đầy đủ tem mác của DB Aquatic và tem cào xác thực sản phẩm chính hãng như đăng ký bảo hành điện tử, mã check code QR đây các bác. Vâng thì có quyển sách hướng dẫn đây các bác, DB Aquatic thì em xem này. Đây, thông số của nhà sản xuất với model KD1200 với công suất 8 ohm là 1200W trên một kênh và 4 ohm thì là 1800W và công suất rất là khỏe các bác nhé. Pride thì 3600W trên một kênh, nhưng Pride thì chỉ đánh ở chế độ 8 ohm các bác nhé. Vâng, với chiếc đẩy này thì có cân nặng là 17,8 kg và cả bao bì là 19,5 kg các bác. Vâng, với sản phẩm chính hãng của công ty SAL nhập khẩu các bác nhé, tem bảo hành chính hãng phía đằng sau đây các bác, có cổng input này và hai cổng link này và có các cái chế độ chơi đây các bác, Sitter, Pride và Parallel, hai jack new six ra loa và có bốn cổng jack đỏ đen, sử dụng một cái dây nguồn rất là lớn để cấp điện áp. Các bác có thể nhìn thấy với dòng đẩy KD1200 này thì được sử dụng mạch Class TD các bác nhé, cho hiệu suất công năng rất là cao. Và em sẽ mở cái nắp, mở cái nội thất của chiếc KD1200 thì mời toàn thể quý vị và các bạn cùng xem cái nội thất. Vâng, các bác có thể thấy đầu tiên là được sử dụng một chiếc nguồn rất là lớn, là các bác sử dụng một chiếc nguồn chính hãng của DB Aquatic rất là lớn, bằng gang tay đây các bác, 19-20 cm, và được sử dụng 8 tụ lọc với công suất rất là lớn, tụ lọc lên tới 200V trên một chiếc và sử dụng 8 chiếc nhé, với sử dụng hai quạt gió làm mát cho phần tín hiệu đây các bác. Thì với dòng đẩy này thì được sử dụng mạch Class TD các bác nhé. Các bác có thể nhìn qua cái linh kiện của sản phẩm chính hãng rất là chất lượng này các bác, những con tụ sản phẩm chính hãng rất là xịn và cho công suất rất là lớn. Với chiếc đẩy KD1200 này thì sử dụng linh kiện rất là tốt các bác ạ. Thì thưa quý vị và các bạn, với chiếc đẩy này thì với giá hiện tại
đang có giá khuyến mại là 8.200.000 đồng. Vâng, giá chuẩn của là 8.500.000 các bác nhé. Như đợt này em cũng đang có chương trình khuyến mại giảm giá cho quý vị và các bạn 300.000, thì có giá 8.200.000 bao ship toàn quốc và tặng quý vị một cặp jack Canon. Quý vị và các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với bên em với số điện thoại 0912669059. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, và quý vị nào chưa nút đăng ký kênh, vui lòng ấn nút đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ kênh Nghĩa Thơm Audio. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.